Don't say we can't, or just don't say another word. These thoughts you've imagined aren't real, aren't adding up. You fetched your ideas from nowhere, but from another world. Your logic's impaired, your full picture is cropped. Cause we both know one day they just gotta try again. Anh đang có nhu cầu nạp coin eFootball uy tín, chất lượng, giá rẻ, ưu đãi, liên hệ ngay fanpage Pau Game. Link page đã được mình để dưới phần mô tả cũng như là bình luận video. Cảm ơn anh em rất nhiều. Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với cả channel của mình và mình là Pau Game đây. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đi trải nghiệm về Romario quỷ lùn của Brazil anh em nhá. 101 chỉ số tổng luôn. Quá là to. Những cái chiều cao như thể hình lại không to chút nào. 1m69, 34 tuổi và thợ chân phải. Đây là một phiên bản mà Romario đã quay trở lại Brazil để dưỡng già rồi. Style là Fog in the Box, một style rất quen thuộc với cả quỷ lùn Romario. Nhận thức tấn công phiên bản này rất cao là 99. Romario thì qua những cái phiên bản mình thấy rằng phiên bản nào cũng có nhận thức tấn công rất cao. Điều khiển bóng là 88, rơi bóng là 78, xử lý không gian hẹp là 82. Chuyền thấp chuyền bổng không cao, khả năng dứt điểm vẫn rất ok là 96. Đánh đầu 78. Sút phạt 73 và độ xoáy là 74 thôi. Cái khả năng chạy chỗ là miễn chê rồi. Tốc độ phần này cũng vẫn rất ok ở cái tăng tốc thôi, còn cái tốc độ chỉ là 80, tăng tốc là 89. Lực sút là 86, bật nhảy 70, tỳ đề 75 và thăng bằng 97. Và thể lực là 78. Rất ok đến từ Romario. Đây là chỉ số được búp thêm của quỷ lùn. Điều khiển bóng này, dứt điểm này, lực sút và tỳ đề. Tiền đạo mà được búp thêm sút thì đã thấy khoái rồi. Skill là cut behind turn này, show control này, đánh đầu lốp bóng, dipping shoot này, dứt điểm tươi khó, shoot một chạm, shoot penalty. Skill ăn vạ và cuối cùng là skill đội trưởng, là bộ skill của Romario. Và Romario thì chưa có ép thêm cái skill nào cả. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với cả trận hiếu đầu tiên cùng với cả quỷ lùn. Và mình sẽ đá luôn sơ đồ hai tiền đạo ngay từ đầu, 4-3-1-2. Thì lý do mà mình đá hai tiền đạo luôn từ đầu thay vì một tiền đạo như mình thường xuyên làm clip về những tiền đạo thì mình thấy rằng Romario đá trong sơ đồ hai tiền đạo là hay nhất rồi, còn đá một tiền đạo thì mình chưa thấy hay cho lắm. Hai tiền đạo mình thấy Romario quá như thế nào. Đây là một cơ hội cho đội bạn Mbappe, một tình huống dứt điểm, một tư thế khó nhưng Mbappe vẫn làm rất tốt và bất ngờ đã đến ở những phút thi đấu đầu tiên. Mbappe đã ghi bàn sớm cho đội bạn và chúng ta gặp khó ngay từ đầu. Và đây Messi, Romario chạm bóng này, tốc độ đến từ không được. Romario thì phiên bản này thì cũng đã bị giảm chỉ số đi khá nhiều. Và nếu so sánh với cái phiên bản Legend từ mùa PES 2021, cái bản Legend vàng thôi anh em nhá, không phải là bản có nền hồng ở trong, Legend vàng thôi, thì cái phiên bản đó mình thấy rằng là chỉ số nó hơn cái phiên bản này rất nhiều rồi. Chỉ ngoại trừ cái nhận thức tấn công thì không bằng thôi, hay là cái dứt điểm thì không bằng, nhưng mà mọi chỉ số khác mình thấy hơn và khá là cao cái phiên bản đó. Nếu anh em nào có rồi thì anh em cũng chả cần quay đâu. Mà đúng hơn là mình nghĩ rằng anh em nào không quá thích Romario thì cũng không nên quay cái bốc này làm gì. Còn đối với những anh em nào mà thích quay bốc, thích cảm giác quay bốc thì mình nghĩ rằng là quay bốc này cũng hơi chán. Tại vì có mỗi mình Romario thì mình nghĩ anh em cũng chả nên quay gì. Anh em quay free ra thì anh em trải nghiệm thôi, còn không thì thôi mình nghĩ anh em nên để coi cho bốc lần sau đó. Nhưng nói như vậy không phải là Romario không hay. Mình có thể khẳng định Romario ở phiên bản này đá vẫn rất hay, nhưng anh em chơi trong sơ đồ hai tiền đạo thì mình sẽ thấy rằng hay hơn cả đó. Cũng như là cái phiên bản này thì Romario vẫn có cái khả năng dứt điểm rất tốt, cũng như là khả năng chọn vị trí trong vòng cấm rất hay. Để rồi cơ hội đến với Romario. Bàn thắng đưa chúng ta về vạch xuất phát của Romario. Một tình huống phản công mẫu mực. Amre thoát xuống và đưa bóng đến vị trí của Romario. Chọn một vị trí quá ngon ăn để dứt điểm. Không ai theo kèm. Và bàn thắng đầu tiên đã đến. Nhưng nói gì thì nói thì cũng không phải nhiều anh em nào cũng thích Romario. Một cầu thủ có một cái chiều cao
cũng như là một cái thể hình khá nhỏ, đá ở một vị trí tiền đạo nữa, anh em sẽ lại càng không thích. Nhưng bù lại, Romario lại có một khả năng kỹ thuật thượng thừa, cũng như là cái khả năng chọn vị trí rồi khả năng dứt điểm đóng xa hay là chọn vị trí trong vòng cấm để dứt điểm là cực tốt. Và cái phiên bản này anh em nên ép thêm cái sút xa, sút xoáy này, cũng như là cái chuyền một chạm nếu Romario chưa có. Nhưng vừa nãy mình đọc mà mình không nhớ là Romario có chuyền một chạm hay chưa, mà nếu chưa có thì anh em nên ép thêm anh em nha, để bàn bật cho nó sướng hơn khi mà chúng ta đá sơ đồ hai tiền đạo. Và với như anh em mà có lối đá kỹ thuật thì chắc chắn sẽ rất thích Romario, vì Romario có cái fake shot rất đặc biệt anh em ạ. Mình phải khẳng định là nó khá là lạ ở Romario, ở những cầu thủ khác mặc dù cái chỉ số điều khiển bóng, chỉ số dê bóng rất cao, nhưng mình thấy rằng fake shot nó không thể ngọt bằng Romario được. Cá nhân mình trải nghiệm thấy là như vậy qua rất nhiều cầu thủ, và mình thấy rằng Romario fake shot quá ngọt, nó ngọt đến mức kỳ lạ và nó rất dính chân với cái fake shot của Romario. Nếu anh em xem cái highlight đầu trận thì anh em có thể thấy có một đoạn Romario đã dê của bóng, nó khá là khó chịu, khá là ảo và khá hiệu quả với những pha fake shot của Romario. Đây rồi, Romario cú dứt điểm không được, và dứt điểm rất nhanh của Romario. Nhưng phiên bản này thì mình đang chưa có cái sút xa, anh em nào có Romario thì nên ép thêm, không thể thoát đi với Romario. Ngay lập tức bóng trở lại với chúng ta, Romario phối hợp nào. Đấy rồi, không được, cơ hội lên bóng cho đội bạn. Half Felix, vẫn là Half Felix, làm gì đây? Half Felix cú dứt điểm luôn, cú dứt điểm hơi thiếu lực đến từ Half Felix. Ở góc đó cũng là một góc khá khó rồi. Phối hợp rất tốt. Ở bên trên Romario đang di chuyển. Đường chuyền. Romario đường chuyền vào trong cho Alvarez, không vào. Tình huống dứt điểm rất hay của Alvarez. Nhưng thủ thành đội bạn chơi quá tập trung. Agnon xuống cánh này đưa ra cú tạt vào trong dành cho Romario. Cú dứt điểm không được. Mặc dù là bóng đã đưa đúng với cái đầu của Romario rồi, nhưng mà thể hình hơi bé, hơi ngắn một tí, cho nên là chưa thể vượt qua. Romario vào. Ừ thì khả năng đánh đầu là không được, nhưng riêng khoản kỹ thuật thì một cầu thủ người Brazil như Romario thì không thể nào thiếu được. Hãy nhìn cái cách mà Romario loại bỏ để lại một bằng một cú fake shot nhẹ nhàng và tung được cú dứt điểm. Thực sự là quá hay ở những cú fake shot rồi dứt điểm của Romario. Nếu mà anh em có thêm cái double touch nữa thì lại càng mê. Nhiều pha bóng chúng ta fake shot xong rồi chúng ta double touch một cái nữa, có khoảng trống tiếp thì lại đóng, ui xồi nó mượt. Đó là 10 điểm anh em ạ. Hỗ trợ cho Mbappé. Mbappé không được. Đội bạn lên bóng. Half Felix. Đường truyền cho tốc độ của Mbappé. Ui nhanh quá Mbappé ơi. Mbappé, Hà Lan dứt điểm không vào. Wow, đến từ thủ thành của chúng ta. Và dạ đã điên rồi. Một cơ hội 10-10 dành cho Erling Haaland. Nhưng mà Haaland đang có một phong độ hơi vô duyên từ trong game đến ngoài đời. Marquinhos. Ui, đội bạn liên tục bơm bóng vào trong khung thành của Ter Stegen. Lại là pha thoát xuống của Messi. Messi không thể căng ngang. Haaland không vào. Một lần nữa vẫn không được. Chúng ta quá may mắn. Và đúng hơn là hàng phòng ngự đang chơi rất xuất sắc. Còn đội bạn thì vẫn tấn công liên tục. Half Felix không được. Lại mất bóng ngu rồi. Thời gian này mà để ăn một bàn thì tôi đấy cay lắm đây này. Dứt điểm không vào. Ui, đẩy hết về đi. Ui, mày thấy hết rồi. Trận đấu khép lại tỷ số là 2-1 với cú đúp của Romario. Một trận lội ngược dòng quá xuất sắc. Và Romario là một nhân vật chính. Và sang trận đấu thứ hai thì mình sẽ đổi sơ đồ một chút là 4-1-3-2. Một sơ đồ mà tiền vệ chúng ta sẽ giạt ra cánh. Ở trên hàng công thì mình thay đổi một chút. Lần này không phải là Julian Alvarez hỗ trợ Romario nữa, mà lần này mình sẽ dùng một tiền đạo ảo, một số 9 ảo, đó chính là Whitman. Bóng đến chân của Romario. Fake shot. Ui, đội bạn theo quá rát. Mình vẫn còn này. Romario fake shot quá người, không thể dứt điểm. Hakimi quá nhanh. Cái phiên bản này thì của Romario cũng đang bị giảm khá nhiều tốc độ đi, tại vì đây cũng là một cái phiên bản già của Quỷ Lùn mất rồi. Tăng tốc may là vẫn còn nhanh đấy chứ. Chậm nữa thì thôi đấy, chịu luôn. Neymar. Modric. Cắt bóng to đến từ Van Dijk. Đường phản công không được. Các hậu vệ của đội bạn trong trận yếu này đang chơi cực kỳ chủ động. Lùi về phối hợp tốt đến từ Romario, nhưng mà chúng ta cũng chả làm được nên cái gì cả. Đây là liên tục là những phút thi đấu rất bế tắc. Mbappé. Romario có khoảng trống lại việt vị. Ui, một cơ hội nhưng mà chúng ta lại việt vị.
Tiếp tục mất bóng. Đội bạn vẫn đang rất bình tĩnh. Phải nói rằng là trận yếu này đội bạn đang chơi tốt hơn chúng ta ở thời điểm hiện tại là như vậy. Để rồi bóng vẫn còn này, Romario phối hợp Luis Figo, khoảng trống được mở ra, Messi đường chọc khe dành cho Kevin De Bruyne. Ôi giời luôn đấy, không để qua người. Hàng phòng ngự chơi quá chủ động, chúng ta đang bị ăn một phần công. Đội bạn hơi vội, khó nhỉ, trận này khoai nhỉ, không thể tìm ra một kẽ hở nào. Cứ có bóng đội bạn ập vào ngay lập tức. Ấy, hai ông sao mà fake shot quá được, cơ hội không được. May mà đội bạn đang chưa có những pha phản công sắc nét đấy, không làm mình cũng niệm đấy. Hernandez ở trong có Romario, cú dứt điểm, trời ơi sức tội cho mình bấm cái nút sút ra lại hiền thế. Trời ạ, sút đấy hơi hiền nhá, cái đấy mà căng căng đi găm ra góc xa. Ôi xử lý rất hay đến từ Theo này, quá người đấy rồi Theo. Ui ơi, không được. Hiệp một chúng ta cũng chỉ như thế thôi, có những dấu ấn nhưng mà chưa nổi bật. Và nổi bật nhất đang là những pha mất bóng của chúng ta. Lại mất bóng. Không sao, chúng ta vẫn đang kiểm soát tốt. Hiệp 2 này đá mà không tốt lên thì cũng mà chết. Romario fake shot quá người. Đấy rồi, đấy rồi ôi. Đội bạn ập nhanh thế. Đấy mà có cái double touch thì lại có khoảng trống ngay. Có khoảng trống là có công chuyện luôn. Vinicius xử lý rất tự tin nhưng ngay lập tức để mất bóng. Kylian Mbappe quá ngọt ngào. Đấy rồi, đấy rồi. Ơ kìa, lại không được. Ở đây vẫn còn này. Cơ hội đây rồi, đường chuyền. Không hiểu chúng ta đang làm cái quái gì trong trận yếu này. Tôi đang thiếu đi một tiền vệ cầm nhịp chăng? Mbappe, Romario không vào, rất đáng tiếc. Một cú dứt điểm treo góc của Romario nhưng nó vẫn chưa đủ để chúng ta có bàn thắng. Rory không được, chúng ta vẫn đang kiểm soát tốt ở khâu phòng ngự. Mặc dù là cái tuyến tiền vệ là chơi hơi mỏng một tí nhưng mà khả năng phòng ngự của chúng ta vẫn đang rất ổn. Để truyền cho Romario không đến được nhưng vẫn còn này. Đấy rồi, cơ hội Romario không vào, quá đáng tiếc ở vòng bóng đó. Một tình huống bỏ lỡ 10-10 của Romario. Có lẽ chúng ta cũng chọn một cái góc sút nó không dễ nữa rồi. Rory bấm nó đẩy lên phía trên. Dừng nhanh chúng ta từ từ nha. Đây rồi, cơ hội dành cho Messi. Pha xử lý bóng của Messi. Đó là đẳng cấp. Đẳng cấp của Lionel Messi. Chúng ta cùng nhìn lại pha bóng này. Một pha bóng mà Romario không còn là người kết liễu nữa, mà anh lùi xuống để kiến thiết cho Messi băng vào vòng cấm để dứt điểm. Còn những nhịp xử lý này của Messi là 10 điểm. Miễn chê. Hàng phòng ngự đội bạn bao vây Messi như thế mà không hiểu sao anh vẫn có thể cầm bóng được ạ. Ảo thực sự luôn đấy. Và chúng ta đã có bàn thắng rồi. Romario là người kiến tạo. Thế bế tắc của chúng ta đã được gỡ bỏ bởi bàn thắng của Messi. Và bây giờ chắc chắn là đội bạn sẽ dồn lên tấn công rất cao. Và chúng ta vẫn sẽ có những cơ hội khi mà hàng phòng ngự đội bạn dâng cao. Những khoảng trống sẽ được mở ra cho chúng ta. Chúng ta sẽ có cơ hội để có thêm một bàn thắng nữa chăng. Nhưng mà 3 phút bù giờ thì chắc cũng hết rồi anh em ạ. À đây rồi, cắt bóng này. Pha phản công cuối cùng, được lên bóng cuối cùng đây rồi. Romario vẫn còn tốc độ để chạy. Fake shot quá người, Romario, Romario vào. Đó là Quỷ Lùn. Sức mạnh của Quỷ Lùn ở đây chứ đâu. Khả năng chạy cho, khả năng chọn vị trí, khả năng kỹ thuật và rồi cuối cùng là dứt điểm. Nó là 10 điểm ở pha bóng này, ở một thời điểm rất quan trọng. Romario đã liên tiếp có những kiến tạo và có một bàn thắng. Một pha fake shot quá ngọt đến từ Romario rồi dứt điểm. Dipping shoot, miễn chê. Miễn chê. Và như vậy là trận thi đấu khép lại với tỷ số là 2-0. Một trận thi đấu mà Romario đã thi đấu quá xuất sắc, với một bàn thắng và một kiến tạo ở những phút thi đấu cuối cùng của trận đấu này. Và bây giờ mình xin kết thúc cái bài trải nghiệm về Romario dưỡng giả đấy thôi. Và anh em nào có nhu cầu nào coi thì có thể liên hệ mình qua fanpage Bao Game anh em nha. Và bây giờ thì bye bye.